Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2021. Mình và Tiki Connect, mình tức là Lạ Sneaker, sẽ đưa tới cho các bạn những deal mà mình có thể thấy là nó đủ tốt trong dịp 10 tháng 10 này trên sàn thương mại điện tử Tiki. Và trong số đó thì tất nhiên, như tiêu đề video các bạn đã đọc được, mình có một cái tìm, có nghĩa là có mình mới tìm ra được một cái sản phẩm mà có mức giá rất tốt trong quá trình mà mình cũng cần mua nó để gửi tới các bạn. Đó là những đôi giày của Domba, một đôi giày cụ thể đó là Domba High Point. Chào mừng các bạn quay trở lại với Lạ Sneaker, và mình là người lạ. Như mình đã nói thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay là về Tiki cùng những chương trình của họ. Thì trong dịp mùng 10 tháng 10 này, tất nhiên chúng ta sẽ có những giảm giá, có những ưu đãi. Và bên cạnh đó thì Tiki họ còn trợ giá từ những cái như miễn phí vận chuyển, rồi thì những cái mã giảm giá trên những đơn hàng cụ thể. Cái đó mình sẽ nói sau. Cái đầu tiên mình sẽ nói đến ngày hôm nay đó là cái deal hàng với đôi giày Domba High Point. Cách đây một thời gian thì mình có định mua một đôi giày như vậy để tặng quà sinh nhật cho một đứa em gái. Thì mình cũng lúc đó cũng lâu rồi không tìm hiểu về Domba, không biết là nên mua ở đâu mà ship được ngay để mà có thể tặng nó nhanh cũng như là có mức giá hợp lý. Thì đây sẽ là cái nơi mà các bạn có thể mua một đôi Domba High Point có nhiều màu sắc gót khác nhau và mức giá thì thực sự tốt. Mình đã để sẵn nó ở trong giỏ hàng như thế này và mình sẽ cho các bạn xem. Trên Tiki thì chúng ta có một cái link sản phẩm về một đôi giày Domba High Point gót đen mã là H911 và H9111, và như các bạn thấy là mức giá niêm yết ở đây nó đang là 749.000 và hiện tại thì giá chúng ta được để ở đây đó là 699.000. Trước hết đây là một mức giá mà rẻ hơn các nơi bán hàng sách tay bình thường mà các bạn có thể thấy. Thì đây là một cái mức giá mà chúng ta có thể mua được ngay. Và size số của nó thì rất là nhiều, đầy đủ các thứ 36 và 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, tức là coi như là đủ luôn. Trừ bạn nào chân 35 hay là chân 46 ra thì mình cũng không biết. Nhưng mà đây là cái đôi đó. Bình thường ra một đôi Domba High Point này chúng ta sẽ mua tại những cửa hàng bán hàng sách tay những cái sản phẩm giày từ Hàn Quốc, hoặc là những cửa hàng bán giày chính hãng với những mặt hàng giày casual bình thường. Thì ở đây thì với mức giá 700.000 thì là một mức giá như mình đã nói thì là mình thấy là nó rẻ hơn các cửa hàng bình thường chúng ta vẫn thấy. Ví dụ như đâu đó họ có thể bán là 800, 850, 900 hoặc là rẻ lắm thì cũng phải tầm 750. Thì ở đây 700.000 và chúng ta còn có những mã giảm giá khác nữa. Ví dụ như ở đây nếu mà là mình ấy, thì mình sẽ chọn một cái mã giảm giá nào đó nhiều nhất. Đây cái mã giảm giá 49.000 khi thanh toán qua ví Mocha của Grab này. Cho đơn hàng chỉ từ 299.000, lưu luôn, lưu mạnh luôn. Đấy, vậy tính ra nếu mà trừ đi, chúng ta chỉ phải bỏ ra 650.000 cho một đôi giày Domba High Point này. Đây là một đôi giày đẹp. Không cần bàn đến cái việc là nó giống với đôi giày nào. Nhưng mà bản thân nó là một đôi giày đẹp và nó cũng là một cái thương hiệu chính hãng của Hàn Quốc. Thì đây là cái sản phẩm mà mình nghĩ là nhiều người sẽ thích. Với sản phẩm này ấy, thì 650.000 là mức giá mà ai cũng mua được. Nhưng mà nếu mà chúng ta thêm những cái mã giảm giá khác, rồi thì thanh toán qua những hình thức khác thì còn giảm giá được nữa, tức là mức giá nó không chỉ dừng lại là 650.000. Ngoài ra nếu như bạn nào không thích cái gót đen này, các bạn có thể mua những cái gót màu khác. Những gót màu khác thì tại cửa hàng này cũng có bán, các bạn có thể chọn mua gót hologram này, rồi thì cái dây dài rainbow này, rồi thì gót nhung và gót viền vân vân, có nhiều màu sắc khác. Nhưng mà như bản thân mình thì mình thường chọn gót đen cho nó có cái gì đó nó classic, nó đơn giản thôi, nó không quá màu mè. Thì đấy là cách lựa chọn của mình. Nếu các bạn thích màu khác thì cũng được. Đây là một đôi giày trắng với chất lượng da thì cũng bình thường thôi, nhưng mà đi cho cảm giác cũng được. Và đặc biệt là cái đế của nó cao, chúng ta ăn gian chiều cao được. Mình nghĩ là cái mẫu giày này nam nữ đều đi đều ok hết, không có vấn đề gì cả. Và nếu các bạn lo lắng là những đôi giày như này có phải hàng thật không ấy, thì trên Tiki, những cái sản phẩm này mà mình giới thiệu nó là những mặt hàng chính hãng. Ở đây thì Tiki hoàn tiền, sẽ hoàn tiền 111% nếu hàng giả, và các bạn có thể đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm lỗi, được bảo hành, và bảo hành này là thời gian bảo hành 1 tháng. Đấy, thì tức là chúng ta không phải băn khoăn lo lắng gì cả. Đây là những mặt hàng chính hãng và đây là sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu. Ngoài ra thì trên Tiki chúng ta cũng sẽ có một số những cái nhà bán hàng đa thương hiệu. Mình có thể ví dụ phổ biến ở đây chúng ta hay biết đến ví dụ như là Super Sport đi. Mình sẽ nói về Super Sport trước đây, Super Sport của Việt Nam. Với thương hiệu này thì mình nói đa thương hiệu là do họ kinh doanh nhiều các cái thương hiệu khác nhau. Và cụ thể ở đây thì chúng ta có thể thấy là có New Balance, có Crocs, có Fila. Và ngoài ra thì thương hiệu này còn kinh doanh nhiều thương hiệu khác nữa. Thế nhưng mà ở đây thì có thể thấy được là một số những cái mà họ có thể
bán ở trên sàn thương mại điện tử như thế này. Ví dụ New Balance đây, ngay đôi đầu tiên là một đôi 797.000. Nếu như các bạn thích những đôi giày New Balance thì ở đây có nhiều sự lựa chọn, và kể cả là quần áo nữa, thì không phải là sản phẩm nào cũng hợp ý mọi người. Nhưng mà mình nhìn qua với lại cái mắt của mình ấy, thì mình cũng khá là thích mấy sản phẩm kiểu như này, một đôi giày nữ với lại cái màu hồng đất và đế trắng. Trên thực tế thì mình không có sử dụng quá nhiều những sản phẩm sport tới từ New Balance, tức là những sản phẩm kiểu sản phẩm chạy hoặc là sản phẩm tập luyện thể thao, mà thay vì đó thì mình mua những sản phẩm nó như thế này, tức là những sản phẩm đi lifestyle, đi bình thường, đi phong cách đường phố bình thường, chứ không phải là những sản phẩm chạy. Và những sản phẩm này thì như bạn thấy là mức giá của nó đều khá là ổn. Tất nhiên đây là mức giá mua được ngay, nhưng mà chúng ta nếu muốn có thể áp dụng thêm các cái mã giảm giá khác nữa để được trừ thêm. Đó là một vài ví dụ về New Balance. Ngoài ra chúng ta có thể ngắm qua về Crocs. Thì với Crocs phổ biến nhất, chúng ta vẫn biết cái loại giày giống như là mõm cá sấu đó, có cả cho người lớn, trẻ em vân vân và vân vân. Thì kể cả chúng ta có thể mua dép tông, có thể mua giày, và nếu như mà các bạn cần lựa chọn những đôi giày dép tới từ Crocs thì nói chung đây là store duy nhất ở Việt Nam bán hàng chính hãng và phân phối nhập khẩu trực tiếp, có hóa đơn tới từ thương hiệu này. Chúng ta có thể mua tại Supersport như thế này. Với Skechers ở đây cũng có rất là nhiều. Thì trên thực tế những đôi giày Skechers này thì mình thấy nhiều bạn nữ đi, mình cũng đã có một vài video làm về những đôi giày này rồi. Và như các bạn thấy thì mức giá của nó đều rất là dễ chịu, tức là nó chỉ ngang bằng giá với những đôi BTS Hunter mà thôi. Thì mình cũng sẽ không thể đưa ra cụ thể cái mẫu nào cả, tại vì nói chung cái gu của mỗi người nó mỗi khác. Các bạn cứ vào thử xem mẫu nào nó phù hợp với mình thì là hợp lý. Còn Fila thì tất cả chúng ta đều biết rồi, đây là một thương hiệu tới từ Hàn Quốc. Và ngoài giày ra thì tất nhiên chúng ta có cả quần áo, mũ, các thứ vân vân. Các bạn cứ vào xem từng cái một, và có những cái nó cũng thực sự rẻ. Ví dụ hôm trước mình có mua một cái ba lô chẳng hạn. Nhìn chung ấy, thì Supersport họ có khá nhiều những cái sản phẩm mà nhiều thương hiệu. Thì mình chỉ đề ra qua một vài thương hiệu mà chúng ta phổ biến quen mặt thôi. Có những thương hiệu khác có thể là ít được nhắc đến, ví dụ như là Mizuno chẳng hạn. Đấy là một thương hiệu mà có thể các bạn không biết, nhưng mà những người chạy ấy, họ rất thích các đôi giày chạy tới từ Mizuno. Đương nhiên là những đôi giày chạy khác tới từ Adidas hoặc Nike hoặc là Reebok hoặc là một cái đôi như Hoka vân vân, rất nhiều. Nhưng mà Mizuno có một chỗ đứng nhất định trong làng giày chạy, thì có lẽ những người chạy thì mới biết được. Tất nhiên những mã giảm giá khác thì trên gian hàng cũng có, mà Tiki cũng có. Và trong đợt mùng 10 tháng 10 này thì như các bạn có thể nhìn thấy cái banner ở đây ấy, thì chúng ta có voucher là 200.000. Mua 2 thì sẽ được giảm thêm 10% nữa. Đấy là cái chương trình ưu đãi của Supersport Việt Nam trong cái đợt mùng 10 tháng 10 này. Có một cái đơn vị nữa cũng bán đa thương hiệu và cũng khá là hay, đó là Myson Online. Thì với thương hiệu này, họ bán nhiều những cái sản phẩm tới từ Hàn Quốc, và chúng ta sẽ có một vài thương hiệu cũng rất được ưa chuộng trong thời điểm những đâu đó hơn một năm đến 2 năm trở lại đây. Thì như ở đây có thể thấy là họ bán những sản phẩm tới từ MLB Hàn Quốc này, tới từ ADLV này, đỉnh cao cuộc sống ấy. Và một số sản phẩm khác từ D-Square D2 này. Mình cũng thích D-Square D2, nhưng mà sản phẩm họ đắt quá, thật sự là có giá rất là cao. Tuy nhiên có nhiều sản phẩm được giảm giá cực mạnh, chúng ta có thể mua trong cái đợt này. Và nhiều thương hiệu khác nữa thì bây giờ cứ xem qua ở đây đi. Đầu tiên thì cùng ngó qua về MLB. Thì với MLB thì có nhiều lắm. Ví dụ chúng ta có giày dép này, có quần áo này, có túi ví, có mũ vân vân, rất là nhiều. Xem giày dép trước đi. Thì với những sản phẩm của MLB thì đây cũng là store bán hàng chính thức tới từ cái thương hiệu này của Hàn Quốc, và Myson là phân phối tại Việt Nam. Thì chúng ta có rất nhiều những sự quen mặt ở đây với những đôi Big Bull Chunky chẳng hạn. Thì đây ví dụ cái đôi màu hồng đầu tiên mà mình nhìn thấy này, cái đôi New York này. Thì cái màu này là một cái màu mà mình nghĩ là chắc chắn sẽ phù hợp với các bạn nữ nhiều hơn. Các bạn ham mua thì cũng được thôi. Nhưng mà như các bạn thấy về mức giá, giá niêm yết của nó là 2.290.000. Thì đây là một mức giá niêm yết. Còn lại cái mà chúng ta có thể mua chỉ là 1.609.000. Đấy là một cái ví dụ. Ngoài ra những đôi khác có khá nhiều, có cả Sangdan này, rồi có những đôi Muse, những đôi mà đạp gót này, rồi thì những đôi khác họa tiết in monogram giống như bạn đang thấy đây. Thì trên thực tế những cái mẫu giày tới từ MLB ấy, nó có khá là đầy đủ tại cái gian hàng store này. Và nếu như các bạn muốn mua một cái sản phẩm nào đó thì có thể ngó qua ở đây. Mình thấy rất nhiều các bạn nữ thích đi những đôi Big Bull Chunky này, tại vì đơn giản lý do thứ nhất đó là nó có một cái phần bộ đế rất là cao. Khi mà một bộ đế cao như vậy thì các bạn nữ sẽ ăn gian chiều cao được khá là đáng kể. Không những nữ đâu, cả nam cũng vậy thôi. Thì đặc biệt là nam ấy, nam là một cái đau đầu hơn. Tại vì nếu như nữ thấp hơn nam thì chả vấn đề gì, nhưng mà nam mà thấp hơn nữ thì thực sự là hơi thiếu tự tin. Thật sự là như vậy. Mình là một thằng con trai mình biết.
chả có gì đáng xấu hổ cả. Cái việc chúng ta đi một đôi giày cao hơn thì nó là một chuyện hết sức bình thường. Đấy. Tiếp đến thì chúng ta còn xem qua về quần áo của MLB. Với quần áo này thì cũng có rất nhiều sự ưa chuộng tại Việt Nam với những cái dòng chữ, những cái logo chúng ta vẫn thấy như chữ LA, LA hoặc là NY, New York Yankee. Thì đấy, có rất rất nhiều. Thì ngoài những hoodie, những cái áo sweatshirt, rồi thì những áo t-shirt thì các bạn có thể mua những sản phẩm khác ở đây. Đó, có khá nhiều. Và về mức giá thì tất cả đều được niêm yết ở đây cả rồi. Một thương hiệu khác đi thì ở đây mình có Puma. Puma cũng là một thương hiệu được Mason Online phân phối. Và trong số đó thì chúng ta có giày dép này, có quần áo này, có phụ kiện khác nhau này. Thì giày đi. Với lại những sản phẩm giày tới từ Puma này thì không có quá nhiều những sự lựa chọn mà chúng ta thường biết. Tức là để hình dung ấy, các bạn khi mà vào xem, các bạn thích một mẫu giày Puma nào đó thì đây là những mẫu giày mà không xuất hiện nhiều trên thị trường. Tại vì nếu như người ta biết đến cái thương hiệu từ Đức này ở nhiều Việt Nam, người ta biết đến nhiều những đôi một cái bình thường như Puma Suede chẳng hạn, hoặc là RSX, hoặc là cái đôi hôm trước mình làm đó là cái đôi Future Rider. Mình cũng nhớ là ở đây có bán Future Rider, và mình cũng phải tìm lại xem. Mình có nhớ là có bán cái màu mà mình cũng rất là thích. Tuy nhiên thì mình đã có Future Rider rồi nên là mình đã không mua nó nữa, chứ không thì mình đã mua cái đôi đấy rồi. Nói chung thì ở đây có rất rất là nhiều những cái mẫu giày. Và nếu như các bạn thích một cái mẫu nào đó, cái mẫu buộc nơ là xinh phết này, dành cho nữ này. Đó, các bạn thích một mẫu nào đó thì có thể xem qua. À đây, Future Rider. Cái màu này là một cái màu rất là xinh. À đây là một cái mẫu giày mà như mình nói thì mình rất thích cái thiết kế này của nó. Và với cái kiểu thiết kế phối màu hồng này, tím nhạt này, vàng này và đen trắng, có cả xanh blue lẫn là xanh green nữa. Đây là một trong những đôi giày color blocking mà mình cực kỳ thích. Và đấy, mức giá niêm yết bên cạnh này, 2.999.000, chỉ còn 999.000, trừ đi 67%, tức là trừ đi 2/3. Đó, đó là một mức giá rất ổn để các bạn có thể thử tham khảo. Ở Puma đương nhiên rồi, chúng ta ngoài giày dép ra chúng ta còn có những cái trang phục như quần áo nữa. Thì nếu các bạn yêu thích thương hiệu từ Đức này, đây là những sự lựa chọn các bạn có thể có ở đây. Ngay đầu tiên là một cái áo thun, một cái áo t-shirt của Puma giá 300.000, rẻ hơn cả một cái áo tới từ local brand. Nó thật là như vậy. Puma là một thương hiệu bán những đồ thể thao cũng nhiều, cho nên là nếu như chúng ta cần đi tập gym, ví dụ các bạn nữ này có thể hoàn toàn mua những cái áo bra này để tập luyện thể thao, rồi những áo bình thường, áo t-shirt mặc bình thường, rồi những áo tập luyện thể thao khác nữa thì có rất nhiều ở đây. Đấy, tùy theo các bạn chọn. Có cả áo của Dortmund này, có cả áo đấu của Dortmund áo vàng đen này. Mình nhớ không nhầm là hình như vẫn còn cái phiên bản áo đấu của Manchester City cũng của mùa trước, màu xanh nhạt nhạt một tí. Đó, và sau thương hiệu Puma thì có thể nhìn qua một thương hiệu khác như ADLV đi, đỉnh cao cuộc sống. Với thương hiệu này thì đây cũng là một thương hiệu Hàn Quốc, cũng khá là thành công và ở Việt Nam cũng rất là ưa chuộng. Thì ở đây họ bán các cái sản phẩm áo tới từ ADLV. Những cái đặc điểm áo của ADLV thì nó cũng không quá phức tạp. Nó in nhiều hình trẻ em kiểu là ăn tham này, mút kẹo này vân vân. Đấy, có rất rất nhiều những hình ảnh ở đây. Và thực sự là ADLV đã tạo nên một cái phong trào thời trang tại Việt Nam. Như mình thấy thì cái sự mua bán những sản phẩm từ ADLV khá là nhộn nhịp ở trên các cái chợ, trên các cái trang mạng xã hội. Và ở đây chúng ta có một nơi làm một nơi phân phối chính hãng. Như mình đã nói, phân phối chính hãng tại Việt Nam chúng ta vẫn gọi là store ấy. Thì đấy, những sản phẩm mà các bạn thích ấy, các bạn có thể vào đây để lựa chọn những sản phẩm từ ADLV của Hàn Quốc như thế này. Tiếp đến D2, như mình đã nhắc đến từ ban nãy. Những sản phẩm của D2 có mức giá niêm yết rất là cao. Như bạn đang nhìn thấy đây thì chỉ cần nhìn đây toàn 4 triệu này, 8 triệu này, 7 triệu này. Cho các bạn xem một ví dụ nhé. Một cái áo khoác nam túi hộp thêu hoa này có mức giá niêm yết lên tới là 38 triệu. Các bạn thấy được cái chỗ chữ màu xám gạch ngang đây đúng không? Và nó được giảm giá lên tới 80%, chỉ còn 7.6 triệu. Đây là một thương hiệu có một cái mức giá retail là cực kỳ cao. Và chính vì vậy cho nên là mình cũng chưa có sản phẩm nào tới được D2. Có lẽ là nhân dịp này mình phải nghiêm túc nhìn lại xem mình sẽ cần mua một cái quần jean nào đó chẳng hạn. Ví dụ quần jean nữ bên cạnh này chẳng hạn. Đây là một quần jean lưng cao của D2 và mức giá niêm yết lên tới là 16.7 triệu. Chúng ta chỉ thấy giá đây là còn 3.3 triệu. Thì nói chung ấy, 3.3 triệu là một mức giá cũng đã cao rồi. Nhưng nếu như mà so với một mức giá retail của một thương hiệu như D2 thì đấy là một mức giá theo mình là nếu ai thích thì là mua được. Nó thật là mua được. Tất cả những món đồ nào đó giảm giá 80%, không cần bàn cãi rằng là nó giảm giá xong còn bao nhiêu tiền, thì chúng ta đều thấy được là nó là thuộc dạng mua được đối với người thích. Đấy.
Những thương hiệu khác thì chính MySun Online này cũng phân phối các sản phẩm tới từ Skechers, và chúng ta có thể vào đây là chọn Skechers nữa bên cạnh cái sự lựa chọn là Super Sports Việt Nam như vậy. Còn những thương hiệu khác nữa còn lại MySun Online họ có phân phối ví dụ như là những cái kính của Muzos này, hoặc là một thương hiệu nhiều trang phục nữ như là Havaianas này, thì chúng ta có thể vào đây lựa chọn. Mình nghĩ là các bạn nữ thường xuyên xem những cái đợt giảm giá như thế này để tìm kiếm được những món đồ nó hợp lý, ưng ý. Thì đấy cũng là một cái điều dễ hiểu thôi. Và đó là vài những tổng hợp nhanh về một vài những thông tin trên sàn thương mại điện tử Tiki. Trong số đó thì mình nhấn mạnh đến ngay đầu và cũng là một cái sản phẩm mình tìm được trong quá trình mà bản thân mình cũng muốn tìm mua, đó là đôi Dome 3 High Point đó. Mình thực sự thấy là với mức giá là đâu đó hơn 600.000 thì đấy là một mức giá rất tốt cho một đôi giày như vậy. Tại vì đơn giản thôi, bình thường ra nếu chúng ta muốn mua thì mức giá mua được thì nó cũng phải tầm 800 trên dưới 800.000. Khi mà mua với mức giá 650.000 cho một đôi giày như vậy thì nó chỉ bằng phân nửa, chưa đến một nửa của một đôi giày Stan Smith. Và trên thực tế cái quan trọng là nó rẻ hơn cả những cái shop bán hàng bình thường mà chúng ta vẫn mua hàng sách tay bình thường ấy. Thì đó là một số những cái mình đưa ra về một sản phẩm nổi bật, cũng như là giới thiệu đến hai thương hiệu bán đa thương hiệu, rất nhiều thương hiệu con bên trong. Trong số đó có những thương hiệu rất được ưa chuộng tại Việt Nam thời điểm này như MLB, Puma, ADLV, đó kiểu như thế, kể cả thương hiệu đắt tiền như là D-Square D2. Và mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái mã giảm giá rất là giá trị trong ngày 10 tháng 10 này bên dưới phần mô tả video, cùng với đó là tất tần tật các thông tin liên quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.